Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ quan điểm thống nhất cao với báo cáo chương trình hành động về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024. Trên các cơ sở chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể được thành phố giao, các phòng ban đơn vị và các phường xã sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ và phân công cụ thể cho tập thể và cá nhân có liên quan, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ và thời gian quy định. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Anh Xuân nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bứt phá, tăng tốc trong việc thực hiện các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của thành phố. Điều đó đòi hỏi cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố. Trong tuần, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, sau đây là những tin tức đáng chú ý. Mới đây, Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đơn vị, lực lượng vũ trang thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố về công tác quốc phòng an ninh. Thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo chín phường Tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn đạt mục đích yêu cầu an toàn tuyệt đối. Ban chỉ đạo 138 Công an thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp để mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2024, đồng chí Bí thư thành ủy Lê Anh Xuân nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: không chủ quan, thỏa mãn trong thực hiện nhiệm vụ, cần thực hiện tốt công tác tuyển quân công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy và diễn tập khu vực phòng thủ đảm bảo tình hình an ninh trên địa bàn. Nhân dịp này, nhiều cá nhân và tập thể được Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng an ninh năm 2023. Đồng thời, các phòng ban đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 trên địa bàn thành phố. Trong tuần, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị lần thứ 12, khóa 17, nhiệm kỳ 2019-2024. Thời gian qua, mặt trận tổ quốc các cấp thành phố Thanh Hóa đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân các dân tộc, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, khu dân cư, phát huy vai trò tự quản, tinh thần sáng tạo, huy động cao nhất nội lực trong nhân dân để tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động Góp phần phát huy truyền thống đại đoàn kết, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nhân dịp này, Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2023. Dự án đường gom Đại lộ Hùng Vương, giáp tuyến tránh quốc lộ 1A qua thành phố Thanh Hóa, có chiều dài 2,3 km đang được thi công với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng và được chia thành hai dự án do Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thành được khoảng 60% tiến độ thi công. Các nhà thầu đang tăng cường nhân lực máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa tuyến đường vào khai thác sử dụng trong tháng 4 năm 2024 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Thanh Hóa. Để đảm bảo an toàn ổn định và nhu cầu tiêu thụ điện năng cao trước trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Điện lực thành phố Thanh Hóa đã xây dựng phương án bố trí điện, triển khai kiểm tra, củng cố lưới điện, lập kế hoạch vận hành, hạn chế tối đa sự cố trên lưới. Trong những ngày từ 27 Tết đến mùng 4 Tết, bố trí 100% nhân lực quản lý vận hành trực 24 trên 24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị, phương tiện vận chuyển, thi công để khắc phục sự cố, đóng lại điện trong thời gian sớm nhất. Thì đảm bảo cấp điện cho Tết năm 2024 thì đơn vị đã tập trung nhân lực cũng như là vật lực tăng cường công tác kiểm tra giả soát cũng như khắc phục các nguy cơ các điểm sung yếu có nguy cơ gây sự cố và mất an toàn Đấy, còn việc đảm bảo an toàn lưới điện cho nhân dân cũng như các hộ gia đình thì trong thời gian qua điện lực cũng đã tập trung xử lý các vị trí hòa mục công tơ các vị trí các hạ thế cấp chất lượng và đã thực hiện thay thế trong tháng 1 được số lượng 4 đến 500 hộp các điểm nguy cơ mất an toàn.